có bàn tay ai đó đêm này mang đến nỗi chua cay và để lại đây. Dành người đàn ông vốn đã là của nơi này, bất chấp hết lầm lỗi vì sự u mê, em thì thua vì sự chán chê. Hỡi ông trời, đạo lý làm người khó trôi, người còn ở ngay đây mà như không ai hay. Dù tấm này dài cũng hoa điên dài mà thôi. Bỏ lại sau cố gắng bao lần, vợ đã sinh anh cũng không cần. Đem tình yêu em đã vun đắp từng ngày cho một người mà em chẳng ngờ. Chẳng ai muốn có ăn có thù, mà vì yêu nên chấp nhận hết. Anh có bao giờ tự hỏi chính bản thân mình, rằng người con gái của anh phải chịu bao đau. Có tha thứ cho bớt đau lòng, bớt cay đắng bao nhiêu ngày chờ ngày trông. Ô không, sao em vẫn cứ bão giông trong lòng. Có lau hết được mắt giận lòng cho qua, mà cứ nghĩ đến lại càng xót xa. Đêm cả ngàn lần đau cũng không đau như lần này. Bỏ lại sau cố gắng bao lần, vợ đẹp xinh anh cũng không cần. Đem tình yêu em đã vun đắp từng ngày cho một người mà em chẳng ngờ. Chẳng ai muốn có ăn có thù, mà vì yêu nên chấp nhận hết. Anh có bao giờ tự hỏi chính bản thân mình, rằng người con gái của anh phải chịu bao đau thương. Lòng nặng trĩu với nỗi cô đơn, cuộc đời như những thước phim buồn. Đôi lần đau thêm lần mạnh mẽ, càng tổn thương càng thấy bình thường. Người con gái hãy vui vãi cười, giờ chỉ còn lại là nước mắt. Cô đứng lên nhiều lần, sao em mãi lật đần. Người dành cả đời lắng lo, người lại bỏ đi. Lòng nặng trĩu với nỗi cô đơn, cuộc đời như những thước phim buồn. Đôi lần đau thêm lần mạnh mẽ, càng tổn thương càng thấy bình thường. Người con gái hãy vui vãi cười, giờ chỉ còn lại là nước mắt. Cô đứng lên nhiều lần, sao em mãi lật đần. Người dành cả đời lắng lo, người lại bỏ đi. Cô đứng lên nhiều lần, sao em mãi lận đận. Dành cả thanh xuân để thương một người vô tâm. Ta-d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 a-
Hello mọi người, sau gần 2 ngày tất cả các anh em trong ekip đã dùng hết công suất và năng lượng của mình. Và thành quả đó là cái MV mọi người vừa xem xong. Quang xin được cảm ơn tất cả khán giả đã ủng hộ và xem đến tận bây giờ. Và Quang có một cái điều bật mí với mọi người là MV Phụ Tình vẫn còn một cái phần nữa là phần tiền truyện. Và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ Quang thật nhiều để Quang sẽ sớm ra mắt cái phần tiền truyện. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Hãy đợi đây.